kênh Bonsai Cần Thơ kính chào quý vị các bạn. Hôm nay kênh có về chỗ cầu Cái Dứa, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Mời quý vị các bạn giao lưu với chỗ anh Sang ha, một số pho mai. Số pho mai vàng. Anh Thanh Sang dưới chân cầu Cái Dứa. Rồi, chào anh Sang, Sang ơi. Chào anh Khánh. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ thời gian qua. Hôm nay em có lô mai vàng và hai tứ quyết để giao lưu. Rồi, năm mới chúc bà con một lời chúc sức khỏe. Xin phép cho cây đầu tiên nói theo lô 1 là mã số 10, phôi mai vàng. Mã số 10. Mai ghim không ghép. Cây này rất quái quâm. Dáng quái ha, tưởng tượng là con thú luôn. Hoành là 60. 60. Kể 60 thôi. Tính 60 luôn. Ba mươi mốt. Thân này chín mươi hai. Cái bầu này bầu tam giác nha bà con. Bầu tam giác. Rồi anh đo thêm cạnh kia luôn đi anh Sang. Cái chỗ này là tại em chưa móc, nhưng mà móc sâu chút xíu thì nó sẽ thịt đỏ. Chỗ này một cái. Rồi. Cái điểm này em đó có kiểm chứng rồi á. Trong quá trình ấy ra thì lợp keo Mỹ Tiến lại thì cái màu hồng vậy thì trong này nó không hư nha. Rồi. Khẳng định là không hư. Không hư. Cái nồi này to. Tổng đế là nhiều mét rưỡi với nhiêu nữa ta? Khoảng... đây là một thước dây, còn đây nữa. Rồi. Cái nồi là trên 200. Tổng đế là trên 200 ha. Cây này bà con tạo thế tam giác, cung vật thì rất hay, rất lực. Đi lên là ba thân. Rồi anh cho giá đi xem. Anh đo đi. Tính đo gì? Có chỗ này là 12. Nó rẻ chỗ này bị ngang 12. Rồi. Mã số 10. Giá 11 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 10 11 triệu bao ship toàn quốc luôn quý vị các bạn ơi. Rồi, đổi thôi anh ơi. Rồi tiếp theo là mã số 11. Hầu như lô mã số 10 tới mã số 23 này là mai vàng 5 cánh là thường, là mai ghim không có ghép. Mã số 11. Hoành là 36. 36 hoành. Đế nơm. Nơm là 31. 31 đế nơm. Ghế to. Ghế quái. Cao 1m4. Cao 1m4. Mã số 11. Rồi cho giá anh. Giá 3.8 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 3.800.000 đồng bao ship toàn quốc. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12. Mai tứ quý. Tôi tứ quý. Theo em, cái cây này á là người ta trồng hai cây với một cây hoặc giả là cây này là cây rất hột, chứ không phải là một cây gọi là một khối. Rồi. Nhưng mặc dầu hai ba cây nó vẫn vô một khối, cái thế là thế phu thê, nói cho vui. Hồi mai tứ quý ha. Nhưng mà cây này đế rất lực. Hoành 32. 32 hoành. Tổng vị trí là
60. 60. 60 là đo luôn cái cây tử. Rồi, ba thân luôn ha. Thật ra tứ quý mà kiếm cái đế này thì em nghĩ là cũng khá đẹp. Nơm 32. Đế nơm 32. Chiều cao là 112. Cao 112 luôn. Đang đâm tược đây. Hồ tứ quý nhựa rất là mạnh luôn. Đo tổng cụm đế chưa? Chưa hả? Đường kính bầu là 36, đường kính dây thẳng. Rồi, đường kính bầu 36. 56 dây thẳng. 56 ha. 56 dây thẳng. Đo tổng cụm đế cho anh. Đo tổng dạ. Tổng đế chưa? Dạ. Đo nguyên cụm đế. Hết thước luôn. 1,5 m hết thước. Nồi 1,4 m. Tính 1,4 m ha. Mã số 12 giá 4 triệu bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 12 4 triệu đồng bao ship toàn quốc luôn. Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13. Thì tứ quý ha. Mày tứ quý luôn. Tứ quý luôn. Hoành là 31. Đường kính một thân 31. Hai thân 56. 55. 55 tới 55 ha. 32. Rồi, 32. Chiều cao mặt đế nơm. Cao là 120. Cao 120. Đường kính dây thẳng là 66. Đế nở, ghế to, trang đều. Hai thân ha. Hai thân. Nơi đây là chân cầu Cái Dứa, xã Tân Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp. Số Zalo của em là 0936 763 6761. Chi cành cũng nhiều. Cây mai tứ quý mã số 12 và mã số 13 không? Này là đế khác. Ôm không hết một dòng tay luôn. Mã số 13 giá 5 triệu 6 bao ship toàn quốc. Rồi, 5 triệu 6 bao ship toàn quốc. Mã số 13 phô mai tứ quý. Mã số 14 mai vàng. Tiếp theo phô mai vàng, mã số 14. Cây này rất cổ già. Hoành là 41. 41 hoành. Cao là 59. Cao 59. Đường kính là 58. Đường kính mặt bầu 58. Thằng lớn ha, thằng cũng khá lớn. Mấy cái nhánh này nó gần cái mặt cắt quá, nếu em đục thì mình sợ nó dính mấy cái nhánh này, chứ thật ra giờ đục xuống tí là cái cây này còn xanh chứ không có mục nha. Rồi. Đang đâm tượng phà phà luôn rồi. Rồi, báo giá anh đây. Mã số 14. Giá 3 triệu bao ship toàn quốc. 3 triệu đồng, mã số 14. Mã số 15. Mã số 15, phôi mai vàng luôn. Cái lô cây này nhà dân bỏ phế, gông ghiêu, không chà. Nhìn thấy cây thấy nó giống như nó si, như thật ra bà con mua những cây này về á thì chăm sóc kỹ thì nó rất mạnh. Tại vì cái hàng này giống như hàng bỏ thí.
Hoành là 39. 39 hoành. Cao là 48. 48 chiều cao. Đường kính là 59. Rồi, giá đây anh. Mã số 15, giá 2 triệu 6 bao ship toàn quốc. 2 triệu 600 ngàn đồng, mã số 15. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16. Lên da me ha. Hoành là 36. Cây này cũ nở, rễ to. Cao là 69. 69 chiều cao. Mặt cắt này đục thế xanh. Mặt cắt này tại vì dâm trà nhiều quá, đục nó bị hư dâm trà. Chứ thật ra nếu đục đây thì nó cũng sẽ xanh như thế này. Đường kính 48. Đường kính wow, 48. Mã số 16. Giá 1 triệu 6 bao ship toàn quốc. Rồi, khoảng 16 1 triệu 600 ngàn đồng. Mã số 17. Thanh uốn lượn luôn. Cái điểm này nó bị chóc da chứ ở trong này thịt nó còn xanh chứ không có mục nha. Cao là 66. Hoành là 33. 33 hoành. Đường kính là 44. Mã số 17. Giá 1 triệu gửi bao ship toàn quốc. Rồi, mã 17 1 triệu 500 ngàn đồng. Theo mã 18. 18. Cao là 82. 82 chiều cao. Mặt cắt xanh. Mặt cắt này không đục nhưng nếu đục ra xanh. Tại có mấy cái nhánh nhỏ đục nó bị trúng bà con ơi. 32. 32. Hoành. Để hơi quá một tí. Rồi, cái mã số 18, giá 1 triệu 4 bao ship toàn quốc. 18 1 triệu 400 ngàn đồng. Tiếp theo mã 19. Mã 19. Cây này khá coi. Cao là 108. Cao 108. Dâm chi phân bố đều. Cốt nu nần. Hoành là 36. 36 hoành. Này lai lai có cái đuôi với mấy cái giò trước. Dáng thú ha. Dáng hơi lai một tí. Cây này so với mức giá thì cây này cũng khá cây. Hầu như là mai vườn, lô này một lô mai vườn, hầu như là 5 cánh ghim. Nếu như trên 5 cánh bà con nhờ. Mã số 19. Giá 2 triệu 8 bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 19 2 triệu 800 ngàn đồng. Nãy giờ là chương trình của anh Sang là bao ship toàn quốc không? Bao ship toàn quốc, à, lô này bao ship toàn quốc. Rồi. Tiếp theo mã số 20.
Hoành là 34. Hoành 34. Cao là 92. 92 chiều cao. Đường kính là 33. Ghế cũ, ghế nơm, cậy để nở, xương dâm có sẵn, nó nu nặng hết, nó có dấu hiệu bể xù. Rồi, cây mã số 20. Giá 1,6 triệu, bao ship toàn quốc. 600.000 đồng. Mã số 21. Mã số 21. Đế nơm quái luôn. Có dáng bonsai. Hoành thân là 23. 23 hoành. Cũ. Cũ là 46 điểm này. Ghế quá. Cái này mông to. Nơm là 26. Ghế nơm 26. Cao là 102. Cái này nhà mặc dù nhỏ chứ khác coi. Có bộ ghế đế cái quái ha. Đế nở. Cốt thắt gót. Mã số 21. Giá 2,2 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi, 2,2 triệu. Mã số 21. Tiếp theo là mã 22. Mã số 22. Thân cây dặn dẹo luôn. Đây. Hoành thân 29, cây 27. 27 hoành. Cây này cây đế nơm. Cao là 98. Chiều cao 98. Nơm ha, khá đều. Mã số 22. Giá 1 triệu gửi. Bao ship toàn quốc. 1,500,000 đồng. Mã số 22. Tiếp theo là mã 23. Mã số 23. Cây này nó có một cái tổ ong, tạm gọi là nó sẽ xù, tỷ lệ xù rất ít. Sau này nó lên tổ ong chỗ này. Cao 1m2. Cao 1m2. Hoành là 37 điểm này. 37 hoành. Ghẻ hơi quá một tí. Có cái đuôi này to. Thú luôn. Đường kính 49. Đường kính 49. Cao như cây cao luôn. Mã số 23, mã số cuối. Mã số 23, giá 3,2 triệu, bao ship toàn quốc. Hết rồi. Anh Khánh ơi. 3,200,000 đồng. Rồi với anh hết cây. Kết thúc video ha anh ơi. Rồi, xin chào. Cảm ơn anh Khánh. Cảm ơn bà con đã xem kênh và ủng hộ. Chân thành biết ơn, kính chào. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi đến cuối video ha. Rồi, chào, tạm biệt.